tham dự SEA Games 31 lần này đang đứng trước cơ hội giành hat-trick vô địch SEA Games, đồng nghĩa với tấm huy chương vàng thứ 7. Và tối nay tại Cẩm Phả thì nhiều khả năng lịch sử sẽ được tạo ra bởi đội quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Chúng ta có đủ những yếu tố cấu thành nên chiến thắng rồi. Và trong tâm trí của mỗi chúng ta thì Thái Lan luôn là nền bóng đá mạnh nhất ở khu vực. Những người đương nhiên là ứng cử viên hàng đầu ở mọi giải đấu mà họ tham gia. Và ấn tượng đó đã được tạo ra từ những cuộc so tài ở bóng đá nam, sau đó thì lan sang bóng đá nữ. Vậy nên là nhiều người cảm thấy không có gì ngạc nhiên cả khi mà các cô gái của đội tuyển Việt Nam luôn hào hứng thay vì lo lắng mỗi khi mà đối đầu với người Thái. Thậm chí trước kỳ đại hội SEA Games 31 lần này thì họ rất hy vọng sẽ chạm trán Thái Lan ở đêm chung kết. Vâng ạ, với việc là giành hụt vé tham dự World Cup nữ 2023 và phải chờ đến trận play-off liên lục địa được xem là thất bại của bóng đá nữ Thái Lan. Tuy nhiên chúng ta cũng không vì vậy mà nên xem nhẹ đối thủ, bởi vì thực lực hiện tại của đội bóng này trước khi mà tham dự Asian Cup nữ 2022 thì lực lượng của Thái Lan đã ảnh hưởng không nhỏ bởi vì những ca mắc Covid-19. Còn hiện tại thì mọi thứ đã và đang vào nề nếp. Đội tuyển nữ Thái Lan thì càng đá càng chứng tỏ được sức mạnh, cũng như là chúng ta có thể đơn cử qua chiến thắng ấn tượng trước Philippines ở trận bán kết. Trong khi đó thì đội chủ nhà Việt Nam của chúng ta thì đang ở trên đỉnh của bóng đá nữ khu vực với các danh hiệu vô địch trong thời gian qua. Việt Nam hiện sở hữu nhiều huy chương vàng SEA Games nhất với 6 lần, Thái Lan thì với số lượng khiêm tốn hơn là 5 lần. Trong đó thì đang có 2 kỳ liên tiếp đăng quang tại SEA Games 29 và 30. Điều đáng chú ý là ở cả hai trận chung kết đó thì Việt Nam của chúng ta đều chiến thắng Thái Lan ạ. Và nếu xét về mặt thứ hạng thưa quý vị thì chúng ta đang xếp thứ 32 thế giới, trong khi Thái Lan đứng ở vị trí thứ 39. Còn tại châu Á thì sao? Chúng ta chỉ nhỉnh hơn Thái Lan một bậc ở vị trí số 6, còn Thái Lan xếp ngay sau và ở vị trí số 7. Và trong một phát biểu gần đây thì huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng cho biết là ông và các học trò đang hướng đến tấm huy chương vàng môn bóng đá nữ SEA Games lần thứ 3 liên tiếp. Và nếu như hoàn thành được mục tiêu này thì đây sẽ là hat-trick huy chương vàng đáng nhớ của nhà cầm quân nhiều thành tích này. Bởi vì trong 6 lần giành huy chương vàng SEA Games của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thì có đến 4 lần do huấn luyện viên Mai Đức Chung dẫn dắt. Vâng, và trong khi đó thì đội tuyển nữ Thái Lan cũng đang rất tích cực chuẩn bị cho trận đấu tối nay trong việc là giành huy chương vàng. Và theo ghi nhận của báo chí Thái Lan thì các buổi tập diễn ra rất vui vẻ và thoải mái, không hề có bất cứ cảm giác căng cứng nào. Và các cầu thủ cũng không hề cảm thấy là đang có áp lực dành cho họ sau những kết quả không kỳ vọng ở những giải gần đây. Và bên lề của trận đấu này thì huấn luyện viên trưởng Miyo Okamoto cũng thừa nhận điều này. Bất kể là đội tuyển nữ Thái Lan đã 2 lần liên tiếp không thể giành huy chương vàng bóng đá tại kỳ SEA Games, trong khi World Cup thì họ cũng chưa thể có vé dự vòng chung kết năm sau. Và khi được hỏi về hàng vạn cổ động viên Việt Nam, những người hứa hẹn sẽ gây áp lực ngăn cản và gây một cái áp lực về tinh thần ngàn cân lên đội tuyển Thái Lan, thì huấn luyện viên Okamoto tỏ ra rất lạc quan. Thậm chí bà cho rằng Việt Nam mới là đội phải chịu áp lực khi mà thi đấu dưới sự kỳ vọng rất lớn của người hâm mộ đội nhà. Vâng, và huấn luyện viên Okamoto thì cũng nhấn mạnh thêm rằng đó là mọi người đang bàn về việc là người hâm mộ Việt Nam đã gây ra áp lực cho chúng tôi. Nhưng nếu mà nhìn dưới góc độ khác thì chúng ta có thể thấy rằng là Việt Nam nên cảm thấy áp lực hơn bởi vì họ đang thi đấu với tư cách là đội chủ nhà. Tuy nhiên thì dù sao đi nữa, tôi chắc chắn rằng đội tuyển nữ Thái Lan sẽ giành chiến thắng. Và câu trả lời cho những nhận định rất tự tin vừa rồi của bà Okamoto sẽ được tiết lộ trong trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 31. Xin được nhắc lại với quý vị, trận đấu sẽ được diễn ra trên sân vận động Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh vào lúc 19 giờ tối nay ngày 21 tháng 5 và sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh truyền hình VTC3 cũng như các nền tảng Facebook, YouTube và ứng dụng của VTC Now cùng với phần bình luận trực tiếp của bình luận viên thành công. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.